Hoàng Phát và Ánh Xuân kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ Bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Bản tin giao thông. Chuyên mục điểm báo. Cuối chương trình là một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong bản tin hôm nay do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn biên tập viên Ánh Xuân. Tại tỉnh Quảng Ngãi, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, làm việc với hộ dân, thống nhất nhận đất tái định cư trước khi hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại của khu tái định cư bằng văn bản trước khi phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Chịu trách nhiệm hoàn thành việc xây dựng các khu tái định cư theo đúng kế hoạch để giao đất tái định cư cho các hộ dân và giải quyết nghĩa vụ tài chính. Các khoản chi phí phát sinh trong trường hợp để việc giao đất tái định cư cho các hộ dân không đúng theo kế hoạch. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện Tư Nghĩ, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ xác lập đầy đủ hồ sơ pháp lý đảm bảo theo quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất tổ chức bàn giao đất cho các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư sau khi đã hoàn thiện hạng mục san nền và cắm cọc phân lô để các hộ dân di chuyển chỗ ở, song song với việc tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại. Trên cơ sở kết quả bốc thăm phân lô của các hộ dân theo mặt bằng phân lô, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thẩm định phương án bố trí tái định cư trong thời gian hoàn thiện toàn bộ hạ tầng các khu tái định cư. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi có đất chịu trách nhiệm về tính chính xác trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hồ sơ pháp lý có liên quan đến dự án. Tỉnh Phú Yên vừa cho phép hai doanh nghiệp khai thác cát nhiễm mặn tại thành phố Tuy Hòa làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng trữ lượng 92.000 mét khối nguyên khai. Việc cấp phép khai thác cát nhiễm mặn nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết cho các công trình xây dựng, giao thông, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Phú Yên dài hơn 90,2 km. Để đảm bảo các quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát nhiễm mặn phải thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy định về bảo vệ môi trường và phải thu hồi tối đa sản phẩm làm vật liệu xây dựng thông thường. Bên cạnh việc cấp phép các mỏ khai thác mới, tỉnh Phú Yên cũng đang rà soát, thanh tra giá vật liệu xây dựng, công bố mức giá phù hợp so với thị trường. Chuyển sang những tin tức trên lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Ninh Thuận về quy định lại định mức giáo viên học sinh trên một lớp, nhất là ở các vùng núi, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Những nơi tổ chức dạy học 2 buổi trên một ngày không nên dồn lớp cơ học để ảnh hưởng tới việc duy trì sĩ số, chống lưu ban bỏ học. Nội dung văn bản nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai xây dựng thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức số lương người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập. Hai bộ cơ bản thống nhất điều chỉnh quy định từ định mức giáo viên lớp sang định mức giáo viên số lượng học sinh lớp theo từng vùng miền. Dự thảo đang được hoàn thiện trình đơn vị thẩm quyền quyết định. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, theo quy định tại thông tư 32 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, sĩ số học sinh tối đa 45 học sinh trên một lớp. Bộ cũng quy định rõ, các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn từng địa bàn có giải pháp giảm sĩ số học sinh trên lớp phù hợp. Để hỗ trợ các nhà trường, giáo viên trong việc thực hiện phương pháp đánh giá tích cực mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể, do đó các địa phương, nhà trường, giáo viên nghiên cứu để tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường nhằm triển khai một cách hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thưa quý vị và các bạn, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao dân trí. Hơn 30 năm từ khi tái lập tỉnh, công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục đã được tỉnh ta quan tâm thực hiện với nhiều chương trình, chính sách về giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa mới. Khi màn đêm buông xuống, bà con ở thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải lại cắp sách đến lớp xóa mù chữ sau khi kết thúc công việc đồng áng. Từ đầu tháng 11 năm 2022 đến nay, 8 lớp học xóa mù chữ ở hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang do trường tiểu học Vĩnh Hy và trường tiểu học trung học cơ sở Ngô Quyền, xã Vĩnh Hải tổ chức được duy trì đều đặn vào các buổi chiều tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Ở các lớp học này, có hơn 100 học viên đều là đồng bào rắc lai trong thôn. Họ ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng vẫn cố gắng học tập để thực hiện ước mơ biết đọc, biết viết. Nhờ sự dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo và sự chăm chỉ chịu khó, sau 6 tháng học tập, các học viên ở đây đã biết đọc, biết viết. Song song với việc mở các lớp xóa mù chữ, ngành giáo dục cũng tăng cường thực hiện công tác phổ cập giáo dục. Bởi tăng thêm người biết đọc, biết viết cũng đồng nghĩa với việc mở các lớp xóa mù chữ sẽ ngày càng ít dần. Năm học 2022-2023, toàn huyện Bắc Ái có 6.976 học sinh theo học tại 305 lớp, trong đó học sinh tiểu học 2.940 em. Đa số học sinh các cấp học 2 buổi trên ngày. Công tác vận động học sinh ra lớp được các trường trên địa bàn huyện Bắc Ái thực hiện thường xuyên, liên tục, nên sĩ số luôn được duy trì. Đến nay, tỷ lệ học sinh từ 6 đến 14 tuổi bỏ học chỉ có 1,7%. 9 trên 9 xã ở Bắc Ái đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học. Điểm hiện tại bây giờ thì riêng cái trường tiểu học Phước Đại A là nơi tôi công tác thì cũng công tác vận động học sinh rất là tốt. Thì đầu năm học á thì đa số các em ra là 98% học sinh và trong năm học đến cuối năm học là duy trì được 100% học sinh ra lớp. Sau hơn 30 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng mừng. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 98,28%. Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 93,52%. Toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1. Thời gian đầu mới tái lập tỉnh, năm 1994, tỷ lệ mù chữ là 15,6%. Qua gần 31 năm thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, đến nay tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 đến 60 biết đọc, biết viết đã đạt 96,6%. Tích cực tham mưu với Ủy ban nhân tỉnh trong việc là chỉ đạo các cái sở ngành địa phương cũng như là các cái tổ chức hội đoàn thể để thực hiện tốt các cái công tác vận động cùng với ngành giáo dục để thực hiện là đưa con em đến trường theo đúng cái độ tuổi quy định. Đối với cái vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thì chúng ta tiếp tục thực hiện cái công tác vận động và có cái tăng cường dạy phụ đạo cho những cái học sinh yếu hơn, giúp đỡ học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn. Bước tiến lớn trong công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh đã giúp nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Sáng chữ viết, sáng tâm hồn. Đây là điều kiện tiên quyết để mỗi người lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị rộng lớn hơn cần thiết để xây dựng xã hội bền vững. Thực hiện công văn của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam về việc triển khai chương trình phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Ninh Thuận vừa có thông báo triển khai chương trình phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, đối tượng tham gia chương trình bao gồm trẻ em bị hở môi từ 6 tháng tuổi và nặng 8 kg trở lên, trẻ em bị khe hở hàm ếch từ 18 tháng tuổi và nặng 10 kg trở lên, bệnh nhân bị di chứng dị tật khe hở môi hàm ếch các độ tuổi, bệnh nhân bị dị tật sập mí bẩm sinh, bệnh nhân thường ngón tay chân, v.v. Thời gian tổ chức khám và phẫu thuật được chia thành nhiều đợt từ ngày 13 tháng 3 năm 2023 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại các bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Để kế hoạch đạt được hiệu quả cao nhất, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thông báo rộng rãi để người dân biết và đăng ký danh sách tham gia chương trình gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc đối tượng tham gia đăng ký trực tiếp tại phòng Người có công và xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0259 3922 901, di động 0907 284 833. Thưa quý vị và các bạn, thu nhập không cao, môi trường làm việc nguy hiểm, vất vả khiến nhiều lao động đi biển đã bỏ nghề là thực tế đang diễn ra hiện nay tại Khánh Hòa. Sau chuyến biển Tết Quý Mão 2023, hiện đã ghi nhận nhiều tàu cá nằm bờ vì không có bạn tàu. Nhiều chủ tàu cũng lâm vào cảnh khó khăn khi tàu cá buộc phải ra khơi trong tình trạng thiếu hụt lao động. Cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, những ngày này có khá nhiều tàu cá nằm bờ. Theo thống kê của Ban Quản lý Cảng cá Hòn Rớ, tháng 2 vừa qua có khoảng 35% tàu cá nằm bờ do thiếu bạn thuyền. Để giữ cho người lao động, nhiều chủ tàu cá bắt buộc phải ứng trước tiền công cho bạn thuyền. Từ đó cũng xảy ra tình trạng bạn thuyền lừa chủ tàu, xin ứng trước tiền của nhiều chủ tàu nhưng không đi làm cho tàu nào. Thời gian đợi đi bạn thì chung ở đây cũng khó khăn lắm. Có khi đó họ mượn tiền trước rồi nó không đi, rồi mình phải mất tiền rồi đi kiếm người bạn khác. Nhưng mà đi xuống ghe là một người bạn với là có 8 triệu. Có không có mình về không có một kệ mình mới đưa ra một người bạn như là 8 triệu. Mà nếu mình không đủ chi phí mà dầu đá rồi sản lượng là chuyến biển đi là thì mình phải bỏ tiền túi ra cho anh em bạn một người 8 triệu. Không chỉ thiếu hụt lao động nghề biển, thời gian qua chi phí chuyến biển tăng do giá nhiên liệu tăng cao, sản lượng khai thác thấp, giá bán giảm, nhiều chuyến biển chủ tàu thu lỗ, không có lợi nhuận, bạn tàu cũng không được chi. Nguyên nhân này cũng khiến nhiều lao động bỏ nghề đi biển. Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có gần 3.200 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, trong đó có 683 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, hoạt động trực tiếp khai thác trên các tàu xa bờ. Lao động nghề biển thiếu và bấp bênh hiện nay là nỗi lo dai dẳng của nhiều chủ tàu. Đáng lo hơn, hầu hết ngư dân đi biển đều là tay ngang và người trẻ không mặn mà với nghề biển. Cảng còn nước tuyên truyền cho bà con thôi, trong quân khơi bám biển cũng những nơi mà trong điều kiện là phải an toàn về thời tiết, không thể thời tiết an toàn nếu cho xuất bến. Cái nặng nhất là giá xăng dầu thôi, dù giá xăng dầu mà giảm được thì là chuyến biển thì người ta bớt chi phí, là bà con cũng cố gắng bám biển. Trước thực trạng chuyển dịch lao động nghề biển như hiện nay, còn có những chính sách để thu hút, đào tạo lao động nghề biển ổn định đời sống, thu nhập của người dân. Tỉnh Khánh Hòa cần chú trọng giảm dần số lượng tàu cá để giảm cường lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi, nâng cao hiệu quả khai thác, nâng cao thu nhập đời sống cho lao động nghề biển. Vừa rồi là tin tức nổi bật trong bản tin hôm nay, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi không mưa, gió đông bắc cấp 5 giật cấp 6 cấp 7, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 m, biển động. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin giao thông. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn biên tập viên Hoàng Phát. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin kỳ này có những nội dung chính sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2023. Hạng mục thi công hầm núi Vung trên cao tốc Bắc Nam chậm tiến độ do gặp địa chất yếu. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 619 triển khai năm an toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tiến độ chất lượng bảo trì, sửa chữa, kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông,
nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả, thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả. Trong năm 2023, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã cấp phép cho Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước thi công lắp đặt hạ tầng thoát nước thuộc dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm trên 13 tuyến phố. Thế nhưng, việc các đơn vị thi công chậm hoàn trả mặt bằng sau khi đào đường không những gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tuyến đường Lê Hồng Phong đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang đến Thư viện tỉnh với chiều dài khoảng 500m được đơn vị thi công đào để lắp đặt cống thoát nước. Nhưng hơn 3 tháng sau khi lắp đặt cống, đơn vị thi công chỉ mới lắp lại và trải đá dăm lên đất. Rất dễ gây trượt ngã phương tiện. Mặt khác, nhiều người điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện vì muốn tránh đường xấu đã lái xe vào làn đường dành cho xe ô tô cũng rất nguy hiểm. Tại hội nghị triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm phối hợp với Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước và các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công đào đường, lắp đặt cống thoát nước và hoàn trả lại mặt đường, nền đường, hạ tầng giao thông ngay sau khi thi công. Thưa quý vị và các bạn, hầm núi Vung với chiều dài hơn 2,2 km nối hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận là hạng mục quan trọng nhất của tuyến cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Thế nhưng hiện nay, tiến độ thi công hầm núi Vung đang gặp khó khăn do địa chất yếu, phản ánh của phóng viên bản tin giao thông. Trước đây, đơn vị thi công hạng mục hầm núi Vung trung bình mỗi ngày có thể khoan núi từ 3 đến 4 mét, nhưng hiện nay tiến độ thi công đã giảm hơn 1/3. Nguyên nhân chậm do quá trình thi công gặp phải tình trạng địa chất yếu. Để mà khắc phục cái đấy thì bọn tôi đã tiến hành chống tạm bằng các vì chống thép và đổ bê tông kê chân vì. Cái đấy thì rất phát sinh nhiều cái công việc và chi phí. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo có chiều dài 78,5 km với tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng. Đoạn qua tỉnh Ninh Thuận dài 63 km, trong đó hầm núi Vung ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam là hầm đường bộ lớn thứ tư cả nước sau các hầm Hải Vân, Đèo Cả và Cù Mông. Hầm có chiều dài 2,25 km, rộng 14 m với quy mô 3 làn xe. Theo hợp đồng ký kết với Bộ Giao thông Vận tải, thời gian hoàn thành hạng mục hầm núi Vung là ngày 30 tháng 3 năm 2024. Đến nay tổng khối lượng thực hiện đạt hơn 43%. Trong đó tại mũi đào hầm hướng bắc ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam đã đào hơn 1.500 m, nhưng tại mũi đào hầm hướng nam thuộc địa phận xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận chỉ mới đạt 300 mét do gặp phải địa chất yếu, đang phải dừng đào để thực hiện các biện pháp chống đỡ, gia cố tạm thời để bảo đảm an toàn công trình. Chúng tôi đặt ra cái phương án là đẩy nhanh cái việc mà tăng tốc cái việc tiến gương ở phía cực bắc để bù đắp lại cái việc mà chậm tiến độ do sai khác địa chất ở phía nam. Đấy, thì chúng tôi tổ chức thi công 10 mũi thi công trên cửa bắc hầm. Tập đoàn Đèo Cả cho biết theo tiến độ thi công cuối tháng 3 năm 2023 sẽ thông hầm núi Vung, nhưng do gặp phải vấn đề địa chất yếu tại mũi đào hầm hướng nam nên việc thông hầm có thể kéo dài thời gian thêm 2 đến 3 tháng. Hiện đơn vị thi công đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thống nhất phương án triển khai thi công hầm núi Vung để đảm bảo tiến độ dự án. Vừa rồi là bản tin giao thông, sau đây biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục Điểm báo sáng nay. Xin mời anh Hoàng Phát. Cảm ơn anh Xuân. Sau đây là chuyên mục Điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm, Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là EOO. Các bộ, ban ngành và các tỉnh, thành phố ven biển đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác EOO. Phía EC ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn hạn chế và không đồng đều, đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa để sớm giúp ngành thủy sản nước ta tháo gỡ thẻ vàng từ EC. Báo Nhân dân có bài viết tập trung các giải pháp giúp ngành thủy sản sớm gỡ thẻ vàng của EC.
Để ngăn chặn hiệu quả, chấm dứt tàu cá vi phạm khai thác IOU ở nước ngoài, thời gian tới các lực lượng sẽ phối hợp thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm và đưa thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời cập nhật kết quả xử lý vi phạm hành chính trên hệ thống phần mềm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản và mức xử phạt theo quy định đến với ngư dân, đặc biệt là các hành vi phổ biến về vi phạm trong khai thác IOU hiện nay như vượt ranh giới, tổ chức móc nối tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, cố ý tự tháo lắp thiết bị giám sát hành trình khi đang khai thác trên biển gửi sang tàu khác, không duy trì giám sát hành trình theo quy định. Nhiều dự án giao thông quan trọng trên địa bàn Hà Nội như cầu vượt nút giao An Dương, đường Thanh Niên giai đoạn 2, nâng cấp cải tạo đường Xuân Diệu, đầu tư xây dựng đường Vành Đai 3,5 đều đang chậm tiến độ vì nhiều nguyên nhân, nổi bật là do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng. Phản ánh vấn đề này, báo Lao Động có bài viết ba dự án giao thông quan trọng ở Hà Nội khởi công hoành tráng, y ạch triển khai. Theo ý kiến của các chuyên gia, việc đồng loạt khởi công nhiều công trình không làm dứt điểm từng dự án và không quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng khiến đường làm đâu cũng vướng. Khi đồng loạt khởi công nhiều dự án giao thông quan trọng, người dân phấn khởi vì sắp có những cầu đường mới. Tuy vậy, đến nay nhiều dự án khởi công xong nhưng triển khai rất chậm, có dự án tiến độ như rùa bò. Công tác giải phóng mặt bằng phải đảm bảo công bằng, minh bạch, tránh tình trạng người dân chấp hành đi trước lại thiệt thòi hơn so với người chậm trễ đi sau. Còn xử lý trách nhiệm người đứng đầu để nêu gương, nếu không các dự án sẽ còn chậm dài dài. Thưa quý vị và các bạn, đám đông, YouTuber, TikToker, v.v. quanh đám tang người nổi tiếng như câu chuyện cũ chưa có hồi kết, việc quay phim chụp ảnh đám tang nghệ sĩ để chia sẻ lên các nền tảng trực tuyến gây ra không ít phiền toái cho gia đình, người quá cố, lẫn người đến viếng. Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết, có những giới hạn là lòng tự trọng. Việc bất chấp để có video triệu view không thể không kể đến sự góp sức của những lượt xem vì tò mò. Vì lượt xem dễ dãi nên những nội dung này vẫn ung dung hái ra tiền. Để các nội dung này bị hạn chế, thậm chí khóa kênh nếu độc hại, người dùng mạng xã hội cần bấm nút report để báo cáo nội dung không hay hoặc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thay vì tò mò xem cho biết. Vô tình đẩy một số video phản cảm trở thành nội dung thịnh hành trên các nền tảng trực tuyến. Trong chừng mực nào đó, nghệ sĩ và khán giả vẫn đẹp trong lòng nhau, bởi đó là nghệ sĩ được yêu thích chứ không phải thần tượng kiểu hôm nay trên đỉnh bảng xếp hạng, ngày mai có thể bị ném đá chỉ vì. Không được lòng đám đông trên mạng xã hội. Có những giới hạn chính là lòng tự trọng, giới hạn trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả không chỉ cần lòng tự trọng mà còn là chuẩn mực vô hình. Để một bên trọn vẹn với sáng tạo nghệ thuật và một bên cảm thụ giúp tác phẩm mãi đẹp giữa đời. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp nối chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Hoàng Phát. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm làng nghề sản xuất nước mắm Cà Ná ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Quý vị và các bạn đang đến với một giới thiệu điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã đều rất là quen thuộc với nước mắm, loại nước chấm không thể thiếu trong bữa cơm gia đình người Việt. Làng nước mắm thì nằm ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 30 km về hướng Nam, là một trong những đặc sản nổi tiếng của miền nắng gió Ninh Thuận, từ lâu đã nổi tiếng khắp cả nước. Vậy nước mắm Cà Ná có gì đặc biệt và cách chế biến nước mắm ra sao? Thì xin mời quý vị sẽ cùng theo chân Khánh Hằng vào bên trong cơ sở sản xuất nước mắm Quang Minh, nơi đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề sản xuất nước mắm, để cùng tìm hiểu nhé. Dạ, con chào chú. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là chú Huỳnh Ngọc Quang, là người trực tiếp sản xuất nước mắm Cà Ná và cũng là chủ của cơ sở sản xuất nước mắm Quang Minh. Chú Quang ơi, để mà làm ra được nước mắm thơm ngon, nước tiếng thì còn phải trải qua những công đoạn nào ạ? Cái nghề nước mắm là được biết là rất là lâu rồi,
Làm ra nước mắm á, thì trước tiên á, là con cá phải tươi, mà con cá cá cơm là với lại cái vùng đánh bắt mà ở gần á, là ghe tàu nó vô á, là nó gần, cá nó tươi là mình muối là nó chắc chắn nó sẽ ngon. Cái con cá nó đi ngang qua Cà Ná, con cá to sọc than là tươi nữa, là mình giờ mình úp vô cái nó có cái nước mắm đặc trưng của Cà Ná. Muối thì cái ở Cà Ná cũng sản xuất muối luôn. Cái độ mặn của muối Cà Ná nó rất là tốt. Mình lấy những cái muối ở vùng các vùng á là nó muối nó non. Mình muối con cá nó không có được mặn đúng cái độ muối giữa cá và muối, cho nên là đặc trưng là muối Cà Ná độ mặn rất là cao, cho nên là nó kết hợp với lại con cá tươi nữa là mình muối ra cái nước mắm nó rất có là đặc trưng của nước mắm Cà Ná. Chú ơi, để mà làm ra được nước mắm mà thơm ngon, giàu độ đạm mà có cái màu cánh dáng rất là bắt mắt á, thì cần phải lưu ý những vấn đề gì? Mình lưu ý là mình phải muối vừa đúng cá đúng muối. Ví dụ là 70% cá, 30% muối. Mình muối là mình để ví dụ là 12 tháng là nó ra cái màu cánh gián. Còn ví dụ mình để tới 24 tháng thì nó ra cái màu đặc trưng của mắm là cái màu kiểu là hơn cánh gián. Là mắm đúng 2 năm là rất là đạm cao, rất là ngon, thơm ngon. À, chú ơi, và bây giờ chú có thể lấy nước mắm từ trong cái thùng này ra cho con xem được không ạ? À, được chứ. Dạ. Wow, quý vị và các bạn biết không, cái mùi nước mắm rất là thơm và kích thích khứu giác vô cùng. Cái vị mặn rất là vừa phải và nó rất là thơm nồng, và cái màu nước mắm thì rất là trong chú ha. Một lần nữa cảm ơn chú Quang đã giới thiệu đến Khánh Hằng cũng như quý khán giả về cách để làm ra nước mắm Cà Ná thơm ngon nước tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, và còn gì tuyệt vời hơn khi có dịp đến Ninh Thuận. Sau khi tắm biển xong thì quý vị và các bạn cùng ghé lại các cơ sở sản xuất nước mắm ở Cà Ná để mua những sản phẩm nước mắm về làm quà cho người thân và gia đình của mình. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Điểm đến Ninh Thuận sẽ được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin khép lại tại đây. Hoàng Phát và Ánh Xuân thân mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Và sau đây là những thông tin dự báo thời tiết.